thấy rốt rốt không mọi người, có nghe ở mầm đây không? Mà ngồi thấy có cấn hay là khó chịu gì không? Đau hả? Hồi đau, đau cả hai bên à? Có nghe đau không? Đau. Đau mỏi cái thớ à. Dạ, tức là đau thốn cả xuống gót chân luôn. Chị đi trường lạnh thấy có dễ chịu hơn không? Nhẹ hơn không? Tự làm luôn. Đúng rồi, mình tự làm thế đó. Thấy sao rồi? Thấy nó nhẹ nhàng hơn. Ừ, nhẹ nhàng hơn. Kê về làm tiếp tục nhé. Cho nó nhẹ nhàng hẳn. À, không ạ. À? Rồi. Dạ. Thấy sao? Đi thử rồi. Ờ. Dạ, nhẹ không? Nhẹ. Vui không? Dạ, vui. Ở nhà chị không đi được, nó thốn cái gót như này nè. À. Cũng có cảm giác là nó nóng cái gót chân, không đi được, cứ phải dày nè. À, mà bây giờ đi ngon rồi đúng không? Nó cũng còn nhưng mà không, thốn gót chị vào lớp học sẽ được hướng dẫn. Vừa rồi là chỉ cái khớp gối thôi, chị cảm nhận khớp gối thôi. Ngon lành nhá. Nhẹ rồi. Okay. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.